Ghi nhận sáng ngày 3 tháng 7, hàng chục ngàn du khách chen chân đến các bãi tắm của thành phố Vũng Tàu để vui chơi tắm biển. Tại khu vực bãi Sao, ngay từ sáng sớm có rất đông du khách, đang trong dịp hè nên có rất đông trẻ em. Đến gần 11 giờ trưa nhưng lượng khách tắm biển vẫn đông đúc. Do lượng khách đông, một số người già trẻ em bị lạc nên trung tâm hỗ trợ và quản lý khách du lịch thành phố Vũng Tàu liên tục phát đi các bản tin hỗ trợ tìm kiếm người thân. Bên cạnh đó, lượng phương tiện nhiều cũng khiến một số tuyến đường ven biển như Thụy Vân, Hạ Long có thời điểm bị ùn ứ cục bộ, các xe di chuyển chậm. Giá cả phòng nghỉ cuối tuần cao gấp 2-2,5 lần so với ngày thường. Các quán ăn, chợ hải sản cũng có khá đông du khách đến mua sắm ăn uống. So với tuần trước, lượng khách đến thành phố Vũng Tàu tuần này tăng khá cao. Trung bình ngày thường có khoảng 10.000 lượt khách và riêng 2 ngày cuối tuần có khoảng 30.000 đến 40.000 lượt khách.